Sao Phát La, hôm nay em như thế nào? Sao có nụ cười nhẹ nhàng như thế? Đến với chương trình tri thức như thế này, hôm nay em sẽ không còn hài hước nữa đâu. Kiến thức của em sẽ tràn đầy ra. Em đã ôn luyện khoảng 2 năm mấy cho chương trình này rồi đó hả? Em đã ôn luyện khoảng 2 năm mấy cho chương trình này rồi đó hả? Có vẻ một đối thủ rất nặng ký. Thế còn thủ tính thì sao? Thì em cũng vậy. Đến với những cái chương trình mà tri thức rồi các kiểu, em rất sợ khi mình trả lời không được mình sẽ bị người ta nói là mình thiếu tri thức. Cho nên trước khi tới đây, tên chương trình là Đại Chiến Tứ Sắc Attack 25. Em đã xem bà con cô bác cũng như hàng xóm chơi tứ sắc. Đời tứ sắc hết 25 ngày. Em có rút được điều gì sau khi mà xem mọi người chơi tứ sắc không? Em cảm thấy là không nên dướng vào cờ bạc. Nhưng mà đó là cờ bạc thôi, còn ở đây là cơ hội tri thức, cho nên chơi hết mình nha. Yên tâm, cảm ơn. Dạ, em sẽ cố gắng hết sức. Từ từ hỏi em sao? Quỳnh Lý. Dạ. Hôm nay em đến đây với tâm thế như thế nào? Sau khi biết được là Phát La đã ôn luyện 2 năm cho chương trình này, anh Hữu Tính là bỏ 25 ngày để coi tứ sắc, thì quyết định. Chắc em đi về quá. Chắc em đi về quá. Thật ra là anh nói 2 năm mấy để hù đối thủ rồi, chứ nãy 2 tiếng đồng hồ anh ngồi anh search Google á. Có gì là tiếp đó. Thôi còn Trang My thì như thế nào? Em đến với chương trình này chủ yếu là vui là chính thôi. Tại vì em cũng biết là không có đặt nặng cái vấn đề về thắng hay thua gì đâu. Em biết là em không có thắng, nên là mình cứ giữ vững cái tinh thần vui là chính, như vậy là ok rồi. Đây. Và bây giờ để không làm mất thời gian quý vị nữa, hãy cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Có 4 người chơi tượng trưng cho 4 màu sắc trên bàn cờ. Các người chơi sẽ nhấn chuông để giành quyền trả lời câu hỏi. Trả lời đúng, người chơi được chọn một ô trên bàn cờ. Trả lời sai sẽ bị mất một lượt chơi. Ô đầu tiên được chọn trên bàn cờ luôn là ô số 13. Các ô tiếp theo phải liên kề với ô đã được chọn. Ăn điểm khi ô màu của mình có thể bao vây ô của người khác. Và câu hỏi đầu tiên được gửi đến từ diễn viên Lê Nhân, tức là chị Cano. Xin chào mọi người, em chính là chị Cano nè. Hôm nay chị Cano sẽ có một câu hỏi dành cho mọi người nha. Câu hỏi đó là: các chàng trai phải có thứ này mới có thể lấy được vợ. Gợi ý: bắt đầu bằng chữ C, còn được gọi là chữ cờ. Phải cất đố bậy vậy trời. Ê, đây là một chương trình tri thức nha. Sau nãy em search Google không có câu này ta. Cái gì sau đó cũng được. Có 4 chữ. Và bắt đầu chữ cờ luôn anh. Là một tờ giấy rất quan trọng. Giấy kiểm nhận chai thẳng hay sao? Giấy kiểm nhận chai thẳng hay sao? Kiểm nhận độc thân. Phải có cái tham gia vào chương trình bạn muốn hẹn. Ê! Đó là giấy chứng nhận độc thân. Chính xác. Chính xác. Hả? Nhưng mà anh nghe đâu là Trang My trả lời trước đúng không? Dạ em kiểm nhận độc thân hả? Thôi không bấm. Em không bấm, em đi trả lời. Thấy chưa? Trời ơi, bao xung quanh ta mà. Em biết là em phải trả lời liền, bấm liền. Như vậy chúc mừng Quỳnh Lý đã có được đáp án đúng đầu tiên, một điểm đầu tiên. Và điều đó đồng nghĩa là Quỳnh Lý sẽ có được chọn ô số 13. Vì lựa chọn được câu ô số 13 cho nên Quỳnh Lý có 30 giây giới thiệu bản thân mình. Mọi người có biết không, thiệt ra em tên Quỳnh Lý. Mọi người hay hỏi em tên Quỳnh hay tên Lý. Nhưng mà thiệt ra đó là một câu chuyện dài. Ở nhà ngày xưa em rất là lì. Em lì là mẹ em quýnh, lì là quýnh, lì là quýnh. Lớn lên đặt tên là Quỳnh Lý. Hiểu quá. Bây giờ mọi người mới biết. Dạ. Thế còn tên thiệt là gì? Dạ, Lý Hạo Mạnh Quỳnh. Ghê, tên đẹp ha, tên rất là đẹp. Đến với câu hỏi thứ hai. Từ câu hỏi này trở đi, ai trả lời sai, bước xuống bên trái, đứng, mất một lượt nha. Đúng thì được chọn ô, nhưng mà phải liền kề với cái ô đã có sẵn. Và câu hỏi tiếp theo: trai co, gối hạt, khom khom cực, gái uống lưng, ông ngửa ngửa lòng, bốn mảnh quần hồng bay phấp phới, hai hàng chân ngọc duỗi song song. Bốn câu thơ trên đang miêu tả trò chơi gì? Một trò chơi mà đôi nam nữ thường hay chơi với nhau. Hai đứa con trai chơi với nhau có được không? Cũng được luôn. Ôi, Giang My. Xích đu. Chính xác. Chính xác. Đây là bốn câu thơ trong bài thơ Đánh Đu của nhà thơ Hồ Xuân Hương. Bây giờ xin mời Giang My chọn ô số. Ô số 7. Số 7 là sự lựa chọn của Giang My. Wow. Màu trắng đã hiện lên. Và câu hỏi tiếp theo thì em mời mọi người nhìn lên trên màn hình. Đây là vật dụng thường có trong túi áo của trọng tài.
đồng xu búng lên cái bóp. Đội nào đi trước nè? Xin chúc mừng Quỳnh Lý, đó chính là đồng xu. Bây giờ mời Quỳnh Lý chọn. Em chọn ô số 1. Em chọn ô số 1. Không phải đâu My à. Hiện giờ có một mình anh có điểm mà, hiểu không? Một mình anh bị ghét thôi. Anh không muốn em bị người khác ghét đâu. Em thấy chưa My? Em không được nhường nhịn đâu. Thoát La và Hữu Tính ơi. Dạ. Mọi người như thế nào vậy? Ủa chương trình bắt đầu chưa? Ủa chương trình bắt đầu chưa? Bắt đầu nãy giờ rồi. Ủa chương trình bắt đầu nãy giờ. Ủa nãy giờ không nói mình ta. À chưa ai biết hết hả? Em nói lại nha. Nói lại đi chứ có hiểu gì đâu. Mà bây giờ chương trình bắt đầu.